Yoga hôm nay mình đã sở hữu thứ này đây. Thứ này có thể giúp mình đi vào bên trong cơ thể tất cả động vật trong Minecraft. Ok, chị sẽ sử dụng. Ui, hình như là chị Nabi đang chạy tới chỗ của mình kìa. Được rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái thứ này. Ui, ở đây có một con heo rồi. Mình sẽ chui vô cơ thể con heo này cho các bạn coi nè. Sha, nhảy vô nào. Woo. Cô gà đâu rồi? Sao chỉ có con heo đây vậy? Mới thấy mà. Đâu rồi ta? Cô gà đâu rồi? Chị Nabi đâu biết rằng mình đang ở trong này nè. Và đây chính là bên trong con heo. Và mình đang đi vào bên trong cơ thể đó. Và mình có thể ở đây và điều khiển con heo này luôn. Chúng ta có cần gạt, chúng ta có mọi thứ để có thể điều khiển con thú vật này đó. Trong video này tô gà không chỉ đi vào bên trong cơ thể con heo mà có rất nhiều con vật khác, như là con zombie, con creeper, con enderman và cả rồng ender. Nên là các bạn hãy coi hết video để xem khi tô gà đi vào bên trong nó sẽ như thế nào nha. Tô gà em không nên là chạy hết khỏi chương trình đâu. Đúng rồi à. Bạn ơi, tụi mình đã trở lại với thử thách Manhunt, hay còn gọi là thử thách kẻ săn người đó các bạn. Thì ba người này sẽ có nhiệm vụ là phải bắt được tô gà. Còn tôi thì tôi phải chạy thoát khỏi họ và kết thúc bằng cách đánh rồng Ender để tô gà có thể chiến thắng đó mọi người. Nhưng mà lần này ông sẽ bị đánh bại trước khi ông đụng được vô con rồng Ender. Cái gì mà dữ vậy mọi người, gáy dữ vậy ta. Tô gà em có 30 giây để chạy thoát khỏi tụi chị đó. Hả, cái gì cơ? Ôi, nó bắt đầu đếm người kia. 29, 28, 27, 25. Ôi, chết rồi, mình phải chạy lại tôi bay trước khi thời gian nó đếm về không. Thì cái lồng nó sẽ mở ra, thì mọi người sẽ được thả ra và bắt mình đó. Nên là mình phải chạy lẹ thôi. Hôm nay mình sở hữu một thứ có tên gọi là ngọc thu nhỏ đang cầm trên tay mình này. Thứ này nó có thể giúp mình đi vào bên trong cơ thể những con động vật để mình có thể trốn vào trong đó, như kiểu là mình biến hình thành nó vậy các bạn à. Hình như là đằng này có con heo với lại con bò hả. Cũng hợp lý đó mọi người ơi. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Đi rồi. Bắt tô gà nó nào. Ui, hình như là tô gà kia kìa. Ôi, bà gì, mọi người bay lại đây. Được rồi, mình sẽ sử dụng ngọc thu nhỏ để đi vô con bò này các bạn. Hay cha. Wow, trời ơi, mình vô được bên trong rồi. Sao mọi người nhanh quá vậy, chạy 30 giây đếm ngược lẹ dữ vậy sao. Nhưng mà quan trọng là mình đi vô được bên trong cơ thể con bò rồi này. Ôi trời, hai bên là lúa hả? Đúng rồi, con bò nó thích ăn lúa mà các bạn. Còn đây chính là bộ não của con bò đây các bạn ơi. Não hơi nhỏ vậy, đúng rồi, người ta thường nói là nuôi bò mà, đúng không mọi người. Ok, được rồi. Ui, ở đây có hai con bò dễ thương quá vậy. Còn đây chính là cái bảng điều khiển của cơ thể con bò đây các bạn ơi. Để được rồi, bây giờ mình sẽ ngồi vô đây và mình sẽ điều khiển con bò cho các bạn coi nhé. Cái cần gạt nào là khởi động cái màn hình này coi, để tôi thử cái này coi. Hay cha, mình khởi động được cái màn hình lên coi nè mọi người. Hình như đây chỉ là góc nhìn của con bò và mọi người không hề thấy mình các bạn. Wow, đúng rồi, mình đang ở trong cơ thể con bò và mình có thể thấy được góc nhìn của nó. Không những vậy, mình có thể điều khiển nó như mình muốn này mọi người. Nhảy lên này, nhảy lên. Ôi giời, hay quá. Và mọi người không thể nào biết tôi là con bò này được. Rồi, chia nhau ra tìm đi. Ôi chia ra tìm được rồi. Để mình thử, mình dùng con bò này mình cắn chị Nabi các bạn. Để thử nè. Chị Nabi nè. Chị nó bị tưởng rồi. Ôi trời ơi, đánh đâu vậy? Mắc cười quá vậy. Thôi đi rồi, để mình đánh thử giấc viên. Đánh giấc viên nè. Đánh nha chị, nó bị tưởng như đánh em vậy chị. Trời ơi, mắc cười quá các bạn. Đúng là mình đóng vai con bò cũng hợp. Ôi, như vậy là mình là như con bò. Không phải, không phải đâu, vai con bò hợp nha. Mà mình chơi hay quá các bạn, đúng không? Được rồi, bây giờ mình sẽ dụ con bò đi. Mình sẽ đi tới đằng kia, mình chặt gỗ như một cách bình thường mà không ai biết, mặc kệ mấy người kia đang đánh nhau kìa các bạn. Rồi, ở đằng này có một cái cây này, bây giờ mình sẽ chặt cái gỗ ở đây nào. Ui, ở đây có một cái cây này, bây giờ mình sẽ thử chặt gỗ này, chặt gỗ. Ui, con bò có thể chặt gỗ nè mọi người, chặt gỗ nè. Con bò này nó có thể nghe giọng ai nói. Ai nhớ con bò nó biết chặt gỗ đâu vậy. Chết trời, mình quên mất là bọn họ đang ở sau lưng mình mà. Ăn gỗ mà, thì ăn lúa ăn gỗ mà. Ê, giọng lại không phát hiện tôi. Tô gà đang giả mạo hiền. Ồ, ồ, bị lỗi rồi, chạy thôi. Con bò này nó ít máu rồi. Chạy, 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 chạy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui da, con bò chết rồi. Hình như mình đã bị rớt ra khỏi cơ thể con bò mà mình phóng to lại. Mình phải kiếm con vật khác thôi các bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Còn con nào nữa không? Còn con nào nữa không? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Ui, ở đây, ui, ở đây có một đàn heo hả các bạn? Hay là bây giờ mình sẽ trốn một trong những cái con heo này đi. Rồi, thu nhỏ vô con heo đây. Wow, tôi đi vô bên trong cơ thể con heo rồi nè mọi người. Ui, hai bên của nó là cà rốt này, đúng rồi. Con heo thích ăn cà rốt mà. Ui, ở đây cũng có mấy chú heo con dễ thương quá này. Ui, đây cũng là một cái não của con heo đây các bạn. Được rồi, bây giờ để tôi thử khởi động hả cái màn hình con heo đây lên, xem thử mọi người bên ngoài như thế nào. Rồi, được rồi, gạt cân này. Hãy chờ, mình đã có được góc nhìn con heo rồi nè. Ôi trời đất ơi, chị đã biết rồi hả? Mình cứ đánh đại
rồi bây giờ phải làm sao đi, trà trộn vô mấy con heo này thì mọi người sẽ không bao giờ tìm được mình đâu. Ok ok. Đúng rồi. Được rồi, được rồi, trốn vô nè, sao mà biết được tôi? Ui, tôi có cái này nè mọi người. Ủa, cái gì vậy ta? Cái gì? Để tôi lấy coi, đây là một củ cà rốt nè. Cái gì, củ cà rốt hả? Là sao? Ủa, dắt nó đang làm gì vậy các bạn? Đi ra tôi nè, chỉ trừ một con đó, con heo đó chính là... Hả? Chỉ là tôi à? Cái gì vậy? Chết rồi, bị lộ rồi, mình quên mất cái bài. Mấy con heo, nó rất thích ăn cà rốt nên là vô nó dắt nó dùng cà rốt để dụ mấy con heo. Nhưng mà tôi không bị dụ, có nghĩa là tôi là con heo pha ke. Chết rồi, chạy thôi, chạy thôi. Chết rồi, dắt thông minh quá vậy. Bây giờ mình phải làm gì đây coi? Bây giờ mình phải giả dạng thành con khác thôi. Ôi ôi, con một nửa tiếng kìa. Được rồi, có thể giả dạng được ai bây giờ? Đằng kia có mấy ông dân làng à. Mình có đây. Bây giờ mình sẽ nhảy từ con heo này sang mấy ông dân làng để giả dạng coi. Được rồi, mình sẽ chuyển qua nè. Hay cha, nhảy ra khỏi con heo này, sau đó mình sẽ đi vô cơ thể của chú dân làng này. Được rồi, mình sẽ dùng cái này và hay cha. Được rồi, tôi gà đi vào bên trong cơ thể của chú dân làng. Ôi trời, hai bên của dân làng là những cái hả, viên ngọc lục bảo này mọi người. Đúng là mấy ông dân làng thích ngọc lục bảo đó. Ôi trời, còn đây là cái mặt của ông dân làng này mọi người, và trước mặt mình là cái màn hình đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử khởi động cái ông dân làng lên xem thử nó sẽ như thế nào nè. Hay cha, ôi khởi động lên đi qua nè mọi người. Trời ơi, hên quá. Con heo hồi nãy mình vừa chuyển qua đã bị xử rồi kìa qua. Nhưng mà mọi người đâu có biết mình là ông dân làng này đâu. Đúng rồi, nãy rõ ràng trốn cho con heo mà. Đúng rồi, nãy trốn cho con heo mà. Thôi, từ từ. Bây giờ mình phải giả vờ mình hả, mình trồng lúa, mình trồng khoai tây đi các bạn. Tại vì mấy ông dân làng thường mấy làm mấy chuyện đó, đó mình phải trồng này đó. Mình giả vờ, ôi mọi người vẫn đang kiếm mình kìa. Ai được rồi, giả dạng trồng khoai tây nè, trồng khoai tây nè. Ông ơi, ông thấy tôi ôi 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 ôi, Nabi đang hỏi với ông kìa để mình giả mà. Ơ, tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì. Ông ơi, thấy con gà đâu không? Không biết. Không biết. Ok ok, đạo tiếp rồi, không biết gì hết, không trả lời, Ông này là con gà, ông này là con gà đúng không? Ôi trời ơi, mọi người gì mà căng quá vậy? Trời, bây giờ mình phải giả dạng thôi các bạn ơi. Ôi mọi người ơi, mình thử trao đổi với mấy ông dân làng thử coi. Được. Trao đổi với mấy ông dân làng. Ok, giả mà không biết gì hết. Chồng nè. Hello. Sao ông này không cho trao đổi vậy trơn vậy? Gì kỳ vậy ta? Không biết gì hết nha. Thì chắc chắn là tô gà nó bị lỡ rồi, chạy thôi nè bà ơi. Sao mà bị phát hiện hoài vậy? Trời ơi, bây giờ mình phải chạy xuống cái hang thôi các bạn. Chứ bây giờ mình ở trên đây bị mọi người bắt qua. Chạy. Bây giờ mình phải chạy vô cái khu rừng này thôi các bạn ơi. Chờ các bạn nghĩ tôi nên biến hóa thành con nào thì đừng quên comment bên dưới nha. Chạy. Ông dân là này không biết gì hết trơn. Ở đây có một cái lỗ à. Rồi tôi sẽ nhảy xuống đây luôn. Nhảy xuống đây. Nhảy cha. Trốn xuống. Ôi sao mà biết tôi được, rồi bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới thiệt là sâu các bạn ơi. Chứ trên mặt đất tôi thấy không an toàn một tí nào. Hình là mình đã lấy được một số khoai tây của ông dân làng rồi đó. Rồi nên là bây giờ mình sẽ tạm xuống dưới này trước. Rồi mình đã chế tạo được bàn chế tạo rồi này mọi người. Bây giờ mình sẽ làm một cái cúp đá trước các bạn để mình có thể đào đá. Sau đó mình sẽ nâng cấp mọi thứ lên, mình mới có thể đi xuống dưới được hả thế giới The End để đánh bại rồng Ender có ai được rồi. Bây giờ mình sẽ đào mấy cục đá để trước nè. Sau đó mình sẽ từ từ nâng cấp vũ khí lên, đồ sắt, đồ vàng, đồ kim cương đồ đó mọi người. Sau đó mình sẽ thắng được cuộc chiến ngày hôm nay cho mà coi. Sau đó mình sẽ chế tạo một cái vũ khí đó chính là kiếm đá các bạn, để mình có thể đánh bại hả những cái người kia nếu mà gặp lại. Ok vậy, ok vậy. Ôi mấy con zombie xuất hiện. Trời. Đúng rồi, ở dưới hang thường có mấy con zombie này, là với lại đặc biệt mình là một ông dân làng nữa là mấy con zombie nó càng thích được rồi. Nhưng mà mày dám tấn công tao, mày dám đánh tao, tao không phải là ông dân làng bình thường đâu nghe chưa. Tôi là ông chiến sĩ dân làng đó. Mày đây coi, trời mấy con này nó trâu dữ quá hơn mà mình có kiếm đá rồi đó. Mày đây con zombie này con. Được rồi, tiêu diệt nốt con cuối cùng. Ôi, luôn nè. Ok vậy. Dạ đây phải đâu rồi. Quy dắt đã bị mọi người tới đây rồi. Ôi không ơi. Bây giờ mình sẽ phải đi vô bên trong con zombie này để trốn thôi. Hay cha, mình đã đi vô bên trong cơ thể của con zombie rồi nha mọi người. Trời ơi, đúng là zombie à, xung quanh toàn là thịt thối rửa tôi này coi. Và đây, ui, còn có hai cái đầu zombie ở đây nữa chứ. Và đây chính là cái bảng điều khiển của cái con zombie này nè mọi người. Trời ơi, nhìn cũng ghê lắm. Trời, từ một công dân làng mình biến thành một con zombie các bạn ơi. Hay nó hơi bị đối ngược nhau đó, nhưng mà không sao. Bây giờ nhiệm vụ của mình là chiến thắng mấy người kia mà. Được rồi, bây giờ mình sẽ khởi động con zombie lên này. Hay cha. Ui, mình đi vô góc nhìn của con zombie rồi nè mọi người. Ủa, đúng rồi, sao mà biết được. Đúng rồi vậy là dắt biết mình từ ở đây rồi. Nhưng mà mọi người hả không thắc mắc là tại sao con zombie này không có tấn công hả ta? Tại sao con zombie này không tấn công mình vậy? Trời ơi dắt gọi kìa. Để tấn công. Tấn công nè. Đúng rồi, đánh. Con zombie này nó phải tấn công nhưng mà không được rồi. Bây giờ mình phải bỏ chạy thôi các bạn ơi. Chạy lẹ thôi các bạn ơi. Con zombie mà sao nó sợ người ngộ vậy ta? Chết rồi, chạy lẹ thôi, chạy lẹ thôi, bị
bị lộ. Ôi trời ơi, con này bắt cua các bạn ơi, chạy. Nguy hiểm quá. Rồi chạy tiếp lại các bạn ơi, chết rồi, con zombie mà nó sợ người, nó bỏ chạy là không ổn rồi. Nhưng mà chết rồi, ở đây đường cùng à. Chết rồi, mình phải dùng cái cúp này mà đập nó. Trời ơi, zombie ơi, đào lẹ lên zombie ơi. Trời ơi, nhanh lên hơn là con zombie nó biết cầm cúp nó đào được đó rồi. Rồi, đào này đi lẹ trước khi bọn họ tới mất. Đào nè. Ôi zombie biết cầm cúp đào kìa. Ôi chạy thôi, bị bắt điên rồi. Con zombie sao mà nó cầm cúp được. Ôi chặn lại coi. Chết rồi, chạy lẹ sắp bị bắt rồi, lẹ lên zombie ơi, chặn lại. Ê, bye. Ê, đào lẹ, chúng ta phải thoát khỏi đây lẹ thôi. Rồi, mình chạy ra khỏi cái lỗ rồi, bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Chết rồi, đây không có con gì. Ui, đằng kia có con gì? Đó là con Creeper mà. Ê, con Creeper này có ổn không ta? Lỡ mình tới gần cái nó nổ mình thì sao? Ê, nguy hiểm quá các bạn. Ui, hình như là... mọi người tới rồi, không còn lựa chọn nào khác. Mình phải đi vô con Creeper này thôi, được rồi. Đổi con nào, hay cha, vô con Creeper nào. Ui, mình vô bên trong con Creeper này. Ui, hai bên là TNT nha các bạn ơi. Đúng là Creeper bên trong cơ thể nó toàn là thuốc nổ không mà mọi người. Ôi trời, ở đây còn có hai con Creeper cũng cu te quá này mọi người. Được rồi, và đây chính là cái màn hình điều khiển của con Creeper đó đây. Được rồi, bây giờ đến lúc mình phải điều khiển con Creeper này thôi nào. Hay cha cha, mình bật được cái màn hình của con Creeper này. Ủa, được rồi, mình đã thấy. Ủa, ôi trời, ôi trời, mọi người tới rồi, mọi người tới đánh con zombie rồi. Ủa, đúng rồi, tại vì hả tôi đã chuyển qua con Creeper này rồi, sao mà thấy tôi được. Rồi, tôi giả vờ tôi đi coi, chắc không ai biết tôi đâu. Ui, đi nè. Hello Jack VN. Ui, quên mất, con Creeper thì nó phải biết nổ đúng không mọi người? Chết rồi. Được rồi, không sao, mình có thể kích hoạt nổ của con Creeper này. Được rồi, bấm kích hoạt nổ nào. Cha này đây, nổ ra. Rồi, muốn nổ đâu, tôi nổ cho mọi người coi nè. Rồi, chạy lẹ coi, chết trước khi mọi người phát hiện. Ôi, nổ này, nổ này, muốn nổ không? Trời ơi, nó đi qua, tại sao nổ xong nó không chết vậy? Ủa, cái gì? Ôi, trời ơi, nếu vậy, bị phát hiện rồi, nổ, chạy lên. Rồi, mình sẽ dùng cái nổ này để mình đào lỗ, mình chạy qua. Nổ này, tạo đường cho tôi đi. Mọi người ơi, ôi trời, ôi, mọi người sau lưng tôi kìa. Nổ tiếp nào, nổ thiệt là nhiều lên. Boom, và mình đã làm được một cái cánh cổng địa ngục luôn rồi đây các bạn. Được rồi, bây giờ mình sẽ kích hoạt cánh cổng địa ngục này và đi xuống dưới thế giới địa ngục thôi nào các bạn ơi. Let's go. Trời ơi, lần đầu tiên con Creeper mà biết làm cánh cổng địa ngục để đi xuống luôn đó mọi người. Mình đã xuống dưới địa ngục rồi, bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ hả có que quỷ lửa đó các bạn, để mình có thể nổ mấy con Blaze Rod đó, để mình lấy mấy cái que đó, sau đó mình mới có thể chế tạo được viên ngọc Ender để đi xuống dưới thế giới cuối cùng. Ha, tôi đã tới được lâu đài địa ngục và thấy được những cái con quỷ lửa ở đằng kia rồi kia mọi người. Được rồi, bây giờ mình sẽ tới đây, sau đó mình sẽ nổ mấy con quỷ. Ui, mấy con này nó bảo vệ à, không, mấy con này nó tưởng tôi là bạn của nó nên nó không có đánh tôi các bạn, nên là bây giờ mình sẽ đi tới mấy chỗ mấy con hả quỷ lửa này và nổ đó. Hãy bay nè con, nổ cái đùng mà nè. Đâu rồi, còn con nào nữa không? Ủa, bên này cũng có một con này các bạn, mình qua mình nổ nó một cái, sau đó mình sẽ lấy cái que quỷ lửa này. Hãy cha bay nè, ở đây cũng có một con nữa nè mọi người, chuẩn bị nổ thêm cái nữa nha. Hãy cha. Trời đất ơi, đúng là điều khiển con Creeper vui thì các bạn ơi, mình có thể nổ bất kỳ lúc nào. Được rồi, để tôi nổ tiếp cho bạn coi nè. Rồi, nổ nè. Mình đã nổ đủ và mình đã có thể lấy đủ que quỷ lửa. Bây giờ chúng ta hãy đi ra khỏi thế giới địa ngục thôi nào. Bây giờ tôi đã có rất nhiều que quỷ lửa rồi đây coi. Bây giờ mình chỉ cần đi lên trên mặt đất thôi nào. Sắp lên được rồi, lên. Ủa? Hello mọi người. Sao mọi người biết tôi ở đây hay vậy? Chị đã có khi mà không sợ em nữa cái gì nha. Có khi rồi hả? Hả, cái khi nó làm được cái gì chứ em nổ này. Chao, cái gì em không bị gì em luôn. Sao cái khiên mạnh vậy, thử lại. Nổ này. Ôi, mọi người có khi là không bị hề hấn gì luôn kìa. Không ổn rồi. Đây là con Creeper này thất thủ rồi, chạy thôi các bạn ơi. Đằng kia là một con Enderman. Đây chính là thứ mình đang cần nè Enderman ơi. Tôi muốn mượn cơ thể của bạn nè. Được rồi, chui vô nào. Hay chao. Wow, mình đã đi vô bên trong con Enderman rồi. Mình vừa chuyển qua từ con Creeper qua Enderman nè mọi người. Và đây chính là bên trong con Enderman. Có những con mắt Ender nhìn chỗ này cũng khá là đáng sợ đó bạn. Nó rất là tối tăm so với những con nãy giờ mình vô. Được rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển con Enderman này xem thử nó có chạy lẹ hơn con Creeper không nha các bạn. Tôi chuyển qua con Enderman, tôi bật lên được rồi nè mọi người. Và con Creeper, ui, con Creeper này trời ơi, nổ ra đó rồi luôn. Như là tôi đã chuyển qua con Enderman trên kia kìa. Bị phát hiện rồi sao? Nhưng mà không sao, con Enderman này nó có một khả năng rất là đặc biệt, đó chính là nó có thể dịch chuyển các bạn ơi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ xài dịch chuyển lên trên kia nè. Chà, lên được trên này rồi. Hello mọi người, sao mà bắt được tôi? Dạ, đúng rồi, lên trên kia kìa. Đúng rồi, tôi là hả Enderman ăn miếng rồi. Được rồi, dịch chuyển cái này, mình sẽ qua bên này. Hãy chào.
mình dịch chuyển xuống lại như kia nữa coi, được rồi mình nhảy xuống này, hay cho dịch chuyển xuống này, dắt bia này, dắt hello, dắt sau lưng này, dắt đây, dắt bia này, đánh dắt bao nhiêu, đây đây đây, trời dịch chuyển lẹ quá mà được rồi, mình sẽ dịch chuyển, hay chào quá. Chết rồi, Enderman nó sợ nước các bạn, nên là không được đụng vô nước nha mọi người. Ui, ở đây có một con trâu đang ngủ này, được rồi. Mình dịch chuyển lên đây này nè, mình đi rất là nhanh luôn. Mọi người muốn bắt tôi thì mọi người lại đây nè. Lê 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 lê. Rồi, ăn miếng rồi, nhầm nhầm. Enderman cũng đói bụng nha. Rồi, Enderman kia ta sẽ bắt được. Sao mà bắt tôi được, tại vì tôi chạy rất là lẹ qua. Tôi dịch chuyển này, được rồi, để mình qua bên kia luôn, qua cái cây bên kia luôn nha các bạn. Được rồi, bây giờ còn chừng nước này, được rồi. Dịch chuyển qua nè, được rồi, lên đi kia này, được rồi. Chúng ta đi thôi nè mọi người ơi. Con Enderman này có thể có một tuyệt chiêu rồi, đó chính là triệu hồi những con mắt Ender cho các bạn coi nè. Hãy cha triệu hồi nè, triệu hồi mắt Ender nào cho wow. Các bạn nhìn kia, mưa mắt Ender kia đó. Tại vì mình là Ender nên mình có thể triệu hồi những con mắt này rất là dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ lụm nó, sau đó mình sẽ chế tạo cái quỷ lửa này thành bột quỷ lửa trước này nè. Sau đó mình sẽ kết hợp nó với con mắt mình vừa lấy được để mình có thể lấy được mắt Ender. Được rồi, quá trời mắt Ender luôn đó. Mình đã lấy được 15 cái. Sau đó mình sẽ dùng cái thứ này để đi tìm cái chỗ đi xuống thế giới The Air thôi đó. Mình sẽ đi theo cái này đó các bạn. À, nó sẽ chỉ đường cho chúng ta. Được rồi, đi theo nào, đi theo nào. Quăng cái này đi đó. Mình chỉ cần đi theo nó thôi nè. Phía trước mặt mình là một cái đại dương mênh mông mà chết rồi. Hướng của chúng ta cần đi là một cái đại dương các bạn. Trong khi mình là một con Enderman, mình rất là sợ nước. Mình xuống một cái là mình chết chắc luôn. Nên là bây giờ mình phải làm sao đây nhỉ? Chết rồi, giờ phải làm sao? Ủa? Bây giờ phải làm sao đây? Ở đây có những con mực hả? Hay là mình chuyển từ con Enderman sang con mực được không nhỉ? Tôi nghĩ coi. Được rồi, mình phải làm liều thôi, nhảy xuống nước và chuyển qua con mực nào. Cha, wow, mình đã chuyển từ con Enderman sang cơ thể con mực rồi đây mọi người. Đây chỉ là bên trong cơ thể con mực này mọi người, nhìn mắt cơ đây chỉ là mấy cái túi mực này. Được rồi, nếu mà là con mực thì mình có thể dễ dàng di chuyển dưới nước hả các, để qua được cái chỗ đánh bại rồng Ender các bạn. Được rồi, điều khiển con mực này thôi nào các bạn. Các bạn muốn tôi gà tới đánh bại con rồng Ender và cổ vũ cho tôi gà thì nhớ comment bên dưới nha. Được rồi, chúng ta khởi động và đi thôi nào. Cha, tôi chuyển sang con mực rồi nè mọi người ơi. Wow, và bây giờ tôi có thể đúng rồi, tôi gà là con mực này. Leo 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 leo. Và bây giờ tôi có thể bơi rất nhanh với con mực này này các bạn. Wow, nhìn hay quá. Rồi, mọi người sao mà bơi lại tôi trong khi tôi là con mực này ngon thì bơi lại. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng con mắt này, mình quăng này, hãy cha. Và chúng ta chỉ cần bơi theo hướng con mắt này thôi. Rồi, trời ơi, dưới đại dương này đẹp quá các bạn ơi. Mình có thể chiêm ngưỡng như kiểu mình đang ở dưới biển vậy luôn này các bạn ơi. Trời ơi, đúng là con mực làm con mực cũng vui nha các bạn. Mình còn có thể thở dưới nước luôn nè. Cha, được rồi, mình bơi xuống đây rồi đây các bạn, không biết tới giờ. Hình như là mình tới rồi đây các bạn ơi. Đây chỉ là chỗ để mở cánh cổng đi xuống The Air nè. Wow, được rồi, bây giờ mình chỉ cần đặt những con mắt vô đây. Trời ơi, mặc dù mình là con mực, mình đặt nó hơi kỳ quá nhưng mà cũng được, không sao. Mình chỉ cần đặt vô đây hết để mình có thể mở lên một cánh cổng. Hay cha, cánh cổng đi xuống thế giới The End đây rồi, chúng ta nhảy xuống thôi nào. Cha ơi, chết rồi, nhưng mà con mực nó đang bấm bóng. À đúng rồi, con mực không có nước nó sẽ khó thở, cho nên mình phải nhảy ra thôi. Cha, nhảy ra khỏi chú mực. Ôi chú mực chết luôn rồi. Trời ơi, cảm ơn chú mực vì thời gian qua đã giúp tôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình đã đi ra khỏi con mực và mình tới được thế giới đánh rồng Ender rồi kìa. Bây giờ chúng ta chuẩn bị kết liễu rồng Ender và chúng ta sẽ chiến thắng thử thách ngày hôm nay thôi nào các bạn ơi. Let's go, chuẩn bị đánh bại rồng Ender và chiến thắng thôi nào. Ok, tôi không để ông làm chuyện đó đâu. Tại vì mọi người cũng tới đây quá chết rồi. Nhanh quá vậy trời. Không được rồi, không được rồi. Bây giờ mình phải chạy lại thôi. Bây giờ mình không còn con gì để biến hết các bạn. Bây giờ mình phải biến thành con gì đây? Ở đây không còn con gì để mày biến đâu. Tao gà đầu hàng đây. Cái gì đầu hàng á? Mày chắc chưa? Các bạn ơi, các bạn có muốn tôi biến thành con rồng Ender này không? Thì quên comment nha. Được rồi, bây giờ tôi vô đây. Cha, mình đã đi vô được bên trong cơ thể con rồng Ender. Wow, đây chính là bên trong rồng Ender sao? Ui, hai bên chính là đầu của con rồng Ender đây các bạn ơi. Và đây chính là cái bảng điều khiển đó, mình còn có thể thấy được cái thanh máu của nó luôn kìa các bạn. Nhưng mà hồi nãy mọi người kêu mình không thể đánh bại được rồng Ender, sao không thể nào như vậy được đâu? Tại vì bên này có một cái nút gì đây các bạn, tự hủy hả? Là sao, khi mình bấm cái nút tự hủy này, con rồng Ender nó sẽ tự hủy và nó sẽ bị đánh bại luôn nha các bạn ơi. Như tôi cho con rồng các bạn ơi. Bây giờ mình thắng chắc rồi các bạn ơi, tại vì bây giờ nếu bọn họ muốn đánh bại mình thì bọn họ sẽ phải đánh bại con rồng Ender, nhưng mà nếu mà đánh bại con rồng Ender thì coi như bọn họ thua rồi. Rồi bây giờ tụi mình phải làm gì đây? Làm không gì đánh đây? Được con gà cũng không đánh được rồng Ender luôn. Đúng rồi, đánh rồng Ender đồng nghĩa với việc thua mà, cho nên là mình sẽ bấm nút tự hủy cho mọi thứ đơn giản hơn này. Được rồi, bấm nút tự hủy nè, hãy cha. Sao mọi thứ rung chuyển vậy mọi người? Wow. Ôi, mọi người đi kìa, máu con rồng Ender nó tự mất máu luôn kìa và nó đang tự hủy đó các bạn à. Mình phải nhảy ra khỏi đây trước khi con rồng Ender này chết. Tôi nhảy ra ngoài nào, cha. Và con rồng đã bị đánh bại rồi. Ôi trời ơi. Và tôi gà đã chiến thắng
chơi hơi bị hay khi mà Toga đã có thể biến thành tất cả những động vật trong Minecraft và điều khiển nó rất là xịn sò luôn. Toga hên, tôi hên. Trời đất ơi, hay vậy mà kêu hên. Thôi được rồi, nếu mà mọi người muốn phục thù thì hãy đợi tới video sau nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Nhớ bấm vào video trên màn hình để coi một video khác và hãy nhớ giúp Toga đạt được 3 triệu subscriber thiệt là sớm bằng cách bấm vào nút đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye. Ôi à, gì vậy?